Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền 8.0. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái event của cái đồng Upchain. Đầu tiên thì các bạn minimum, các bạn mời 10 người vào kênh Telegram nha các bạn. Một minimum là một người bạn mời thì được 0.25 Upchain. Một Upchain nó bằng 2 đô. Cái event đó nè các bạn. The big event viết when hai đau option iRub. Nó nói là sự kiện này là dòng hai kết thúc rồi nó trả gì cho mình nghe rồi các bạn. Đầu tiên các bạn ghi cái user Telegram mà shop mình có đăng ký các bạn. Khoan các bạn, mình hướng dẫn các bạn chụp màn hình đi. Minimum chụp màn hình cái hình group chat luôn nè. Khoan các bạn. Rồi các bạn click vào phần group chat luôn nè các bạn. Các bạn chào chúc nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ mình nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Phải đăng ghi một chữ đi. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Không thể nhắn để xem ảnh màn hình của bạn, nhắn để xem ảnh chụp màn hình của bạn. Rồi các bạn, các bạn vào link lại nha các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Thế mình sẽ làm luôn cái video liên tiếp này thôi. Rồi đầu tiên các bạn ghi username Telegram các bạn vào nè. A cộng anh 0329931577. Rồi các bạn thêm một lệnh nãy bạn chụp vô các bạn. Chọn tờ tư thiết bị nha các bạn. Chọn tờ nha các bạn. Chim kia còn vẫn có đôi sao chân xó không thể. Máy này lót chậm quá đi. Rồi các bạn chọn nha các bạn bấm nút mở nè. Xin đặt chưa. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Bạn bấm nút tải lên. Đang tải một trong số một. Rồi các bạn bấm nút on nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ với RC20 wallet của mình vô nha các bạn. Khá là đơn giản luôn. Ở bên này quá dễ luôn. Rồi các bạn bắt vô bạn bấm nút gỡ nha các bạn. Có con nào về không? Làm ai góp này từ anh nó lâu lâu nó về lê gai hoài cũng ngon quá. Sao chép. Ê, các bạn. Bạn bắt đi chỉ RC20 các bạn. Rồi các bạn nó gỡ các bạn. Rồi, câu trả lời của bạn đã được ghi lại. Vậy thì thành công rồi bạn. Video của mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Chúc các bạn có một cái Tết thật là vui vẻ nha các bạn.